人群烟火相比和气球，是你带我从派对逃走，逃离人间恶语和骚动，这里只有你我和星空。你适合是紧紧靠近我，你适合是偷偷拯救我，在我掌心放了一颗糖果。人类为何都爱看天空，一笑却都有一堆伤口，生在这个凡人的星球，是否不配做天使的梦。你将你的翅膀给了我，带我穿越狼群和镜头，让我能够品尝片刻自由。Tập 17. Chút tài lẻ này của tôi chẳng đáng để mang ra nói. Đúng thế. Chính gã phóng viên Lâm Trung Thạc đó đã giết con gái tôi. Tôi căm thù hắn. Chính bài đăng vô trách nhiệm của hắn đã lấy đi mạng sống của con gái tôi, khiến tôi sống không bằng chết. 3 năm trước, Lâm Trung Thạc đảm nhiệm phóng viên đại diện chi nhánh Trung Quốc của thông tấn xã BCN đã bị công ty hàng không BCN mua chuộc đăng bản tin không xác thực đổ trách nhiệm vụ tai nạn hàng không lên cơ trưởng, khiến cho người vợ quốc tịch Trung Quốc của cơ trưởng tự sát do không chịu nổi áp lực dư luận. Lâm Tổng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Những gì nói trong này rốt cuộc có phải là thật không? Phải đấy, BCN là khách hàng lớn anh mang về, anh nhất định phải biết nội tình. Tôi nhớ ra rồi, trước đây tôi có đọc được một bài đăng, nói là cơ trưởng đó, gia đình không hòa thuận, mắc bệnh trầm cảm. Vụ tai nạn hàng không lần đó là gì? Cơ trưởng tự sát mà gây ra. Lâm Tổng, bài báo đó là anh viết phải không? Đó là ý gì vậy? Nói đi chứ. Là do tôi giết. Là anh ta giết thật. Chuyện này là... Lâm Tổng, những chuyện kiểu này sao anh không nói sớm? Chúng ta là công ty niêm yết. Những chuyện như vậy một khi bị lộ ra sẽ gây ra ảnh hưởng lớn thế nào đến công ty chứ? Phải đấy, Lão Hà, mọi người đừng lo lắng vội. Chuyện lớn như vậy đã xảy ra rồi, chỉ mà chúng ta cứ nghe Lâm Tổng cho chúng ta một lời giải thích đã, được không? Chắc chắn có điều gì đó chúng ta chưa biết. Lâm Tổng, anh nói vài câu đi. Phải đấy, Lâm Tổng, nói chút đi. Lâm Tổng, Cao Tổng, chuyện này ông vẫn nên quyết định thì hơn. Lâm Tổng mãi không chịu trả lời. Tất cả chúng tôi cũng đã đoán được rồi. Một chuyên gia giải quyết khủng hoảng mà đến khủng hoảng của mình cũng hết cách. Chuyện này chắc chắn là thật. Bây giờ chuyện này chỉ có nội bộ chúng ta biết với nhau. Mà đã như thế rồi, nếu mà để lọt ra bên ngoài, e là chúng ta thật sự không có sức chống đỡ. Chuyện này tôi không giải thích được. Tôi xin nghe quyết định của công ty. Lâm Tổng, đúng thế. Phải có một lời giải thích chứ. Cao Tổng, chuyện này là thế nào? Chuyện đột ngột quá. Hay thế này là ý gì? Cao Tổng, chuyện này là sao vậy? Cao Tổng, chuyện gì thế này? Chuyện này chắc là con trai tôi làm sai. Nó không nên ra tay đánh người. Là tôi không biết dạy con.
Tôi có lỗi với con dâu tôi. Nó là một cô gái tốt. Tôi không muốn thấy chúng nó bỏ nhau. Diệp Thuần, mẹ hy vọng con có thể trở về, bình tĩnh nói chuyện cùng Đoàn Dũng, được không? Cô cũng không cần kích động thế đâu. Chắc chắn đây là chiến lược của họ. Cô nói xem sao anh ta có thể như vậy chứ? Cứ phải kéo cả người già vào cuộc. Anh Lâm, tôi không mắc bệnh tâm thần. Không phải tôi tự sát đâu. Chồng của tôi không mắc bệnh tâm thần. Tôi sẽ không kéo theo mấy trăm mạng người mà tự sát đâu. Không giết người, anh ấy không giết người. Còn cả vợ của tôi. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi đang bận. Mời vào. Hót tổng, Tiểu Cần trước lúc đi bảo tôi đưa anh cái này. Cậu chắc không? Là Tần Phong gửi. Và lại chuyện này cậu ta rất biết kiểm soát chừng mực, chỉ gửi cho những người tham gia cuộc họp. Chuyện của Lâm Trung Thạc cuối cùng vẫn bị truyền ra. Nếu Tần Phong đã biết thì Hoắc tổng không thể nào không biết. Nhìn phản ứng của Hoắc tổng trong cuộc họp, có lẽ Tần Phong bị anh ta lợi dụng. Cậu Tần Phong này cũng tính là một người trung thành. Thông báo tất cả những người tham gia cuộc họp, tuyệt đối không được phép tuôn nội dung email ra ngoài, bằng không tính là tiết lộ thông tin mật của công ty. Đối diện, tôi biết rồi. Cao tổng, tôi nghĩ chuyện của Lâm Trung Thạc, ông vẫn nên cho các lãnh đạo khác một câu trả lời. Không chờ nữa, cô tự ra mặt lên tiếng đi. Tôi tới lúc cô ra tay rồi. Thanh Minh, trong những năm tôi kết hôn cùng Đoàn Dũng, tôi không hổ thẹn với cuộc hôn nhân này. Một lòng một dạ yêu thương chồng con, nghĩ dùng tình yêu là có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc hôn nhân. Song cuộc sống hôn nhân của tôi vẫn xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn phải công khai theo cách như vậy. Tôi sai ở chỗ nghĩ cuộc hôn nhân quá tốt đẹp, mà tới giờ mới nhận ra con đường khó đi nhất trên thế giới chính là con đường hôn nhân. Mong mọi người hãy cho chúng tôi thêm chút không gian, cho chúng tôi được trưởng thành hơn từ biến cố, dùng một cách thức lý trí giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề xuất hiện trong hôn nhân. Hết rồi. Tốt lắm. Vậy ý cô ta là gì? Có phải không sao rồi không?
Không phải là không sao, là càng tệ hơn. Vợ chồng hai người, một người tính tình nóng nảy, đùn đẩy trách nhiệm, một người điềm tĩnh nhẫn nhịn, đặt trước mặt công chúng trở thành một sự đối lập rõ ràng. Anh xem nhé, những lời bình luận trong này đa số đều nói là anh Đoàn Dũng. Nói đi. Không xứng với chị Diệp Thuần. Đúng là tốt thật. Chỉ là đăng bài Thanh Minh thôi mà, phải không? Cậu đưa điện thoại cho tôi. Nào, tôi cũng đăng bài Thanh Minh. Chỉ là Thanh Minh thôi mà, anh Đoàn. Bây giờ anh càng phản kích thì sẽ càng chọc tức Diệp Thuần. Cô ấy đã bình tĩnh lại rồi. Có thể chính là giai đoạn quan trọng để cô ấy hội tâm chuyển ý. Anh đừng hành động nông nổi. Phải. Vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy sao? Chưa. Hôm nay tạm đến đây thôi. Một khi có tin của cô ấy thì báo ngay cho tôi biết. Đợi chút. Sự việc đi tới bước này, hai người lại muốn đi phải không? Anh cứ giống một người trưởng thành đi đã, học được cách bình tĩnh rồi nói. Anh Đoàn, tôi khuyên anh một câu. Nắm đấm của anh chỉ dành cho đối thủ trong trường đấu, chứ không phải người nhà. Thật sự không ngờ có một ngày lại phải cùng chồng mình chiến đấu. Cũng không ngờ lại tổn hại đến những người xung quanh. Tôi từng xử lý bao nhiêu vụ kiện. Điều khiến thân chủ phải mệt óc nhất chính là kiện tụng ly hôn. Vì cô không thể không chỉ súng vào người mình từng yêu nhất. Vậy chắc cô phải là người bi quan với hôn nhân lắm nhỉ? Vậy nên tôi không kết hôn. Hôm nay cứ như vậy đã. May mà trận này chúng ta thắng rồi. Luật sư Diên, hôm nay cảm ơn cô. Tối nay ngủ một giấc ngon, sáng mai còn phải tới tòa nộp thư khởi tố nữa. Cô xem, Ngô Phương và Phương Tổng cả ngày chưa tới rồi. Liệu hai người họ, cô muốn nói gì? Tôi nói cô nghe. Hai hôm trước tôi tận mắt thấy Ngô Phương ngồi xe Phương Tổng về. Cô nghĩ liệu hai người họ có quan hệ gì khác không? Sao có thể chứ? Con mắt của Phương Tổng chưa kém tới mức này chứ. Ngô Phương còn trẻ mà. Nếu nói như vậy thì cũng có một chút đấy. Hai cô, Tiền Tổng, nếu không muốn bị mất việc thì giữ cái mồm cho cẩn thận vào. Đúng thế. Chính gã phóng viên Lâm Trung Thạc đó giết con gái tôi. Tôi căm hận hắn. Chính bà đang vô trách nhiệm của hắn đã tước đi mạng sống của con gái tôi, cũng khiến tôi sống không bằng chết. Cho tôi thêm một ly. Anh à, tôi thấy anh cũng uống khá nhiều rồi, hay là đừng uống nữa. Cho tôi thêm ly nữa. Anh à, anh đã sai rồi. Hay là để tôi giúp anh gọi xe đưa anh về nhé. Lấy cho tôi thêm ly nữa.
Thầy Phương, anh nghĩ Diệp Thuần xem video của mẹ chồng rồi, có mềm lòng thật không? Tôi không muốn làm cô ta mềm lòng. Tôi chỉ đang cho Diệp Thuần một cơ hội xuống nước thôi. Đúng là không ngờ được một đôi vợ chồng từng tình cảm như vậy giờ lại đang nông nỗi này. Thật ra hoàn cảnh của Diệp Thuần cũng chẳng tốt hơn vợ cũ của Đoàn Dũng là bao. Tiếp theo làm thế nào phải xem Diệp Thuần nghĩ thế nào. Vậy phải làm sao? Không còn cách nào khác sao? Cái đó thì phải xem duyên phận thôi. Cho nên mấy cô gái trẻ các cô, sau này tìm bạn trai, tìm chồng nhất định phải sáng mắt vào. Thầy Phương, tôi cực kỳ thích câu cuối của anh khuyên Đoàn Dũng. Tôi thấy anh là một người có giới hạn, có nguyên tắc. Công việc vẫn là công việc. Ngô Phương, cô cần phải nhớ, dù chúng ta không thích Đoàn Dũng đến mấy, nhưng đây chính là đạo đức nghề nghiệp của các nghề này. Được rồi, không còn sớm nữa, cô về nghỉ ngơi cho sớm đi. Alo. Cái gì? Đồn công an. Được, tôi biết rồi. Thành thật xin lỗi anh. Lúc tối cãi nhau vài câu, không ngờ anh ấy lại ra ngoài uống rượu gây rối. Cô về chịu khó khuyên nhủ anh ta, sau này uống ít rượu thôi. Đừng có đi gây sự nữa. Được rồi, đi đi. Vâng, cảm ơn anh. Dậy đi, dậy nào. Đừng động vào tôi. Nào, cảm ơn anh nhé. Đừng động vào tôi. Đánh tôi một cái thử xem. Tôi có lỗi với con dâu tôi. Nó là một cô gái tốt. Tôi không muốn thấy chúng nó bỏ nhau. Diệp Thuần, mẹ hy vọng con có thể về, bình tĩnh nói chuyện cùng Đoàn Dũng. Được không?
Alo, ban nãy Diệp Thuần nhắn tin cho tôi rồi, hỏi tôi con đã ngủ chưa, còn hỏi một vài chuyện khác trong nhà. Tôi cảm thấy chị ấy từ từ trở nên mềm lòng rồi. Con nói cô ấy đang ở đâu không? Khách sạn Lam Tâm Phường. Tôi không dám nói với Đoàn Dũng. Có thể phiền anh Phương đến khuyên chị Diệp Thuần giúp tôi không? Tôi biết rồi, tôi đến ngay. Thật không ngờ có một ngày tôi đối đầu với chồng mình, cũng không ngờ lại làm hại đến người bên cạnh. Tôi xử lý bao nhiêu vụ kiện khiến người ta tốn sức nhất chính là vụ kiện ly hôn, vì cô buộc phải chỉ súng nhắm vào người mình từng yêu. Đi thôi. Cẩn thận chút. Đau quá. Mình xui xẻo thế này. Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Đừng đi. Anh làm sao vậy? Ai thế? Cô Diệp, tôi thay mặt Đoàn Dũng đến đây. Mời anh đi đi. Cô Diệp, cô nghe tôi nói. Khi đàn ông phạm sai lầm, phụ nữ ngu ngốc chỉ biết cãi nhau với đàn ông. Đàn ông chỉ càng thêm chán ghét. Nhưng phụ nữ thông minh sẽ nắm thóp của đàn ông để đạt được mục đích của mình. Cô muốn làm kiểu phụ nữ nào? Tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của cô. Vừa hận anh ta không thể cho cô cuộc sống hạnh phúc, vừa không quên được anh ta, không quên được căn nhà này. Nếu đã như vậy, tại sao không cho mình thêm một cơ hội? Tôi sợ rồi. Tôi sợ thật rồi.
Không phải tôi chưa từng cho anh ta cơ hội. Nhưng kết quả thì sao? Anh ta đã từng chút xóa mờ hết tình cảm của tôi dành cho anh ta. Được. Chúng ta không nói tình cảm. Tôi cũng là người đã kết hôn. Tôi hiểu hôn nhân không chỉ phải nói tình cảm, đôi khi càng phải biết đánh cược. Đoàn Dũng là nhân vật công chúng, để tâm hình tượng của mình nhất. Nhưng tất cả đều phải nhờ cô gìn giữ. Cô làm ầm như vậy, anh ta càng hiểu rõ giá trị của cô đối với anh ta. Nếu lần này cô chọn tha thứ cho anh ta, tôi nghĩ sau này có lẽ anh ta đều nghe lời cô, đặc biệt là về tiền bạc. Tôi không cần tiền của anh ta. Tôi chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc, một người chồng thương tôi, yêu tôi, có đảm đương, có trách nhiệm. Cô Diệp, cô biết trong hôn nhân chuyện lừa mình dối người nhất là gì không? Chính là tưởng rằng đổi người khác thì giải quyết được tất cả vấn đề hiện nay. Thông minh hơn đi. Người cô có thể trông mong chỉ có bản thân cô. Sao cô lại ở nhà tôi? Tại sao tôi lại ở nhà anh? Tại anh uống sai. Hôm qua anh uống sai như vậy, vì thức tình hay gặp hạn vậy? Không mắc mớ đến cô. Giờ tôi chỉ muốn hỏi cô. Cô nói tôi biết. Tại sao cô lại ở nhà tôi? Hôm qua anh uống rượu, uống sai gây sự ở quán bar. Là tôi đêm hôm khuya đón anh về từ đồn cảnh sát đấy. Con người anh thật là tửu lượng không tốt thì uống ít thôi. Lần trước anh bị cắt ruột thừa, lần sau không biết là gì đâu. Anh làm gì vậy? Kể từ bây giờ, không cho cô bước vào cửa nhà tôi nữa biết. Anh có nhầm lẫn không vậy? Hôm qua là tôi đón anh về. Anh không cảm ơn thì thôi đi. Anh còn muốn thô bạo đuổi tôi đi nữa. Có phải đàn ông không vậy? Cảm ơn. Tôi cảm ơn tất cả những gì trước đây cô làm cho tôi. Nhưng từ nay về sau, tôi hy vọng chúng ta không còn tiếp xúc gì nữa. Uống rượu sầu, uống thuốc. Anh làm sao vậy? Cô ở nhà tôi đã là vượt giới hạn rồi. Thank you.
Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. Được, các bạn truyền thông có mặt tại đây, cuộc họp báo của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Phiền mọi người giữ khoảng cách. Cảm ơn mọi người. Ngô Phương, thả lỏng đi. Dân. Vào lúc này, đừng phủ nhận bạo hành. Nhớ kỹ, vừa vào phải xin lỗi. Gần đây, bởi vì vấn đề cuộc sống cá nhân của tôi khiến mọi người chú ý, tôi xin lỗi mọi người. Là một nhân vật công chúng, tôi đã phụ lòng những người kỳ vọng vào tôi. Tôi đã để mọi người thất vọng. Tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi không thể trở thành một tấm gương tốt. Xin lỗi chân thành xong mới biện hộ cho mình. Cách biện hộ cho mình hiệu quả nhất chính là tìm nguyên nhân từ bản thân. Phải sâu sắc hơn sự mổ xẻ của công chúng đối với anh mới được. Từ khi tôi đánh quyền anh nổi tiếng, không thể phủ nhận tôi danh lợi bội thu. Nhưng mà tôi trở nên càng trống trắng, trở nên không thể kiềm chế cảm xúc của mình, trở nên nhạy cảm, nóng tính. Vì vậy bắt đầu tổn thương người thân thiết nhất của tôi. Tôi thật sự không nên làm như vậy. Tôi biết tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Tôi có lỗi với mọi người. Cuối cùng nhấn mạnh vào người nhà. Gia đình là chiêu trò tẩy trắng tốt nhất cho bản thân. Khi nhân vật công chúng bị scandal, nhất định phải để tất cả mọi người thấy được quyết tâm bảo vệ gia đình của anh. Được. Cất kỹ. Tôi đã viết một bản kiểm điểm, cũng là giấy cam kết. Tôi có lỗi với vợ tôi, Diệp Thuần. Tôi cảm ơn vợ mình cho tôi thêm một cơ hội. Tôi sẽ xem xét lại bản thân, làm lại người chồng tốt như lúc chúng tôi kết hôn. Tôi hy vọng nhận được sự giám sát của xã hội và truyền thông. Cảm ơn. Em tha thứ cho anh được không? Bà xã, anh biết sai rồi. Anh biết sai thật rồi. Bà xã,
Tôi thắc mắc bia của Diệp Thuần sao lại cao ta đến thế? Thì ra có chuyên gia chỉ dẫn. Lâm Trung Thạc giúp không ít nhỉ? Không phải người phụ nữ nào rời xa đàn ông cũng sống không nổi. Câu này tôi đồng ý. Cho nên tôi cảm thấy luật sư Diên không dựa vào đàn ông càng có sức hút hơn các phụ nữ khác. Anh tưởng người phụ nữ nào cũng đều trở thành đồ chơi để anh lợi dụng sao? Lợi dụng? Có sao? Luật sư nói chuyện và có chứng cứ nhé. Đều do họ cam tâm tình nguyện làm việc cho tôi mà thôi. Sao lại nói lợi dụng chứ? Nếu là như vậy, tôi phải hỏi lại luật sư Diên. Cô chưa từng bị người nào đó lợi dụng sao? Anh lấy đâu ra tự tin thế? Tôi nghĩ kết quả cô đã nhìn thấy rồi. Diệp Thuần vẫn chọn là một phụ nữ thông minh. Tôi không tin chuyện thiếu tôn nghiêm như vậy có thể dùng tiền để trao đổi. Một phụ nữ chưa kết hôn làm sao hiểu được chứ? Khi hôn nhân rơi vào nguy cơ, phải biết buông bỏ tự tôn. Nhưng tất cả đều không thực tế bằng tiền. Hiển nhiên, thứ Đoạn Dũng cho Diệp Thuần nhiều xa so với lời hứa của một luật sư ly hôn như cô. Đây là phí luật sư Diệp Thuần nhờ tôi đưa cho cô. Cô ấy cảm ơn công việc trước đó của cô. Không phải tôi nói nhé. Cô càng nghĩ càng thấy khi nãy Đoạn Dũng chỉ là đóng kịch. Cho dù có phải đóng kịch hay không, nhân vật công chúng có thể giải quyết nguy cơ khủng hoảng đến mức này không đơn giản gì. Cũng phải. Đoàn Dũng không phải diễn viên, diễn được như vậy đã tốt lắm rồi. Sao hôm nay Lâm Tổng vẫn chưa đến? Nghe gì chứ? Hôm qua trong cuộc họp công ty có người chất vấn Lâm Tổng. Thật không vậy? Không nghe nói gì cả. Sếp của tôi nói đó. Anh ta cũng không nói cụ thể. Chuyện này chắc chắn lãnh đạo sẽ giấu nhân viên công ty. Đi thôi, đi thôi. Nghĩ gì thế? Chị Tịnh Nhã, khi nãy tôi nghe họ nói hình như Lâm Tổng gặp chuyện rồi. Đàn ông già nhân ấy gặp chuyện cũng đâu phải là chuyện lạ. Lâm Tổng già ư? Không già sao? Vậy phải xem so với ai. Nếu so với cô thì là người của hai thế hệ. Tôi chỉ muốn xem có việc gì giúp được anh ấy hay không. Được rồi, chuyện của đàn ông già để họ tự giải quyết. Cô lo lắng có ích gì chứ? Hoắc tổng, phòng nhân sự gọi điện đến hỏi trợ lý mới của anh tuyển ở bên ngoài hay chọn trong nội bộ công ty. Tôi vẫn chưa đồng ý tỉ tần thôi việc. Công ty đã vội vàng đổi người giúp tôi phải không? Được thôi, có cần đổi luôn chức phó tổng không? Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ. Dân. Cậu ở đâu vậy? Hôm qua rốt cuộc là thế nào? Hoắc tổng, từ khi anh cho tôi công việc lúc tôi sa sút nhất, tôi luôn mong đợi đến cơ hội trả ơn anh. Tại sao cậu không nghe lời tôi? Giờ chúng ta đến chỗ cao tổng, để cao tổng biết chuyện này do hai chúng ta cùng nhau sắp đặt. Vậy những chuyện hôm qua tôi làm đều không có ý nghĩa gì nữa. Tôi không chấp nhận bất cứ ai hy sinh bản thân để giúp đỡ cho tôi. Hoắc tổng,
Mọi thứ hiện giờ của tôi đều do anh cho tôi. Đây là hai chuyện khác nhau. Đây đã là kết thúc tốt nhất rồi. Bây giờ ở công ty, anh không còn trở ngại gì nữa. Dù Lâm Trung Thạc có gì chuyện này rời khỏi công ty hay không, chuyện này mà tung ra, anh ta ở công ty này cùng lắm chỉ đi được đến vị trí này thôi. Vết nhơ của anh ta tẩy không sạch đâu. E là bây giờ anh muốn giữ lại tôi, phía cao tổng cũng sẽ đuổi tôi đi. Cao tổng cũng không mong anh như vậy. Anh đừng cầu xin gì tôi nữa. Hoắc tổng, cảm ơn anh bao năm qua đã chăm sóc tôi. Anh nhớ bảo trọng. Lâm Trung Thạc nhờ người đưa cho tôi. Hiện giờ trên dưới công ty đều biết sự việc này rồi. Lâm Trung Thạc và Hoắc Dĩ Luân, e là chúng ta chỉ được giữ một người. Dù sao Hoắc tổng đã theo ông bao nhiêu năm rồi. Nếu có một ngày sai lầm trước đây của tôi phơi bày ra ngoài, có phải cũng không ai cho tôi cơ hội không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.